Hạ Nhan, con riêng lưu lạc bên ngoài của nhà họ Hạ. Né tôi sao? Nếu đã làm gái thì đừng lập bàn thờ trinh tiết. Hạ Minh Nguyệt, con cả nhà họ Hạ, rốt đuổi cho Cố Hoài Chi đi. Đôi tiền này sẽ thuộc về cô. Cầm đi mà bán mạng cho bà mẹ đáng chết của cô. Cút đi. Đem nước cho tôi. Lề mề gì vậy? Đem nước cho khách đi. Là cô sao? Sau đêm hôm đó, anh ta dùng hợp đồng để trói buộc tôi. Tôi bị hãm hại mà. Chúng ta ký hợp đồng rồi, cô không có tư cách từ chối tôi. Nhưng tôi cũng không đến nỗi ép buộc phụ nữ trên giường. Đừng đi, tôi muốn nói chuyện với anh. Cô to gan hơn rồi đó. Trên giường không phải chỗ để nói chuyện đâu. Tôi muốn đưa anh đi gặp mẹ. Cái gì? Mẹ tôi. Với thân phận gì? Hạ Nhan, xuống giường thì chúng ta không còn quan hệ gì hết. Alo. Cậu chủ Cố, về đám cưới và ngày cưới cụ thể mai chúng tôi sẽ tới bàn với anh. Anh sắp cưới sao? Anh sắp cưới sao? Hạ Nhan, cô vượt ranh giới rồi. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, làm như cô thích tôi lắm vậy. Nhưng cô đừng quên, chúng ta bắt đầu bằng bẫy rập. Cả quá trình cũng chỉ là giao dịch. Cô dâng hiến cơ thể, tôi trả tiền. Những thứ khác không nên có và sẽ không có đâu. Cô có biết vì cô cơm nên tôi rất ghét không? Cô đã nảy sinh tình cảm rồi. Kể từ hôm nay, hợp đồng sẽ chấm dứt. Sau này không cần tới nữa. Tôi... chúng ta... muốn tiền phải không? Trong này có 2 triệu tệ, cầm lấy. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Thẩm Tri Hứa, mẹ của nữ chính. Mẹ, nhất định phải tỉnh lại đó. Nhan Nhan chỉ còn mẹ thôi. Dương Lệ Mai, mẹ Hạ Minh Nguyệt. Đang khóc tan sao? Bà ta đã chết đâu? Mẹ tôi đang nói chuyện với cô đó. Trả cho tôi. Hạ Nhan, con nhỏ đê tiện, mày dám giấu tao, dùng tiền của nhà họ Hạ chữa bệnh cho Thẩm Tri Hứa. Minh Nguyệt, đi nói bác sĩ chừng thu viện phí đi. Con đi liền. Đó là tiền của tôi, không liên quan gì tới nhà họ Hạ. Chỉ cần mày còn họ Hạ thì mỗi xu mày kiếm được đều là tài sản nhà họ Hạ. Xin hai người hãy tha cho mẹ tôi. Hạ Nhan, tôi có thể cho cô cơ hội. Chỉ cần cô chịu thay tôi cưới cậu chủ Cố, tôi sẽ cho Thẩm Tri Hứa chữa bệnh tiếp. Cậu chủ Cố, về đám cưới và ngày cưới cụ thể mai chúng tôi sẽ qua bàn với anh. Cưới Cố Hoài Chi sao? Cố Hoài Chi là người tầm cỡ nào mà mày cũng dám mơ tưởng vậy? Cố Hoài Chi là của tôi. Nếu cô có ý định gì với anh đấy, tôi sẽ không để mẹ cô yên ổn. Dù là cậu chủ Cố nào thì tôi cũng không muốn. Hôn nhân không phải trò đùa.
cho mày thay Minh Nguyệt gả cho nhà họ Cố là phước ba đời của mày. Mày còn dám chê sao? Sao vậy? Không muốn sao? Được thôi, nhưng không biết Thẩm Tri Hứa có sống được qua đêm nay không. Có điều, chỉ cần cô bám được lấy Cố Diễn thì chuỗi vốn của nhà họ Hạ sẽ được khôi phục. Lúc đó cô sẽ là đại công thần. Ba chắc chắn sẽ không bỏ mặc Thẩm Tri Hứa đâu. Sao, cô nghĩ kỹ chưa? Tôi đồng ý. Trần Vọng, trợ lý của Cố Hoài Chi. Cố tổng, đây là thư ủy hợp đồng của cô Hạ gửi tới. Ký rồi sao? Vâng. Đúng là vô ơn bội nghĩa. Chỉ cần đưa đủ tiền là chạy mất không tăm hơi. Cố tổng, nếu anh muốn giữ cô ta, Trần Vọng, hôm nay nói hơi nhiều đó. Xin lỗi anh. Cậu chủ, nhà họ Hạ có liên hôn với cậu chủ Út dẫn con gái tới rồi. Nhà họ Hạ chỉ muốn trèo cao và một cô ả bán thân cầu dinh. Cậu chủ, anh không đồng ý hôn sự này sao? Nhà họ Hạ thấy tiền là lóa mắt, nhưng Cố Diễn suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, tổn hại hình tượng nhà họ Cố. Hôn sự này đến rất đúng lúc, tôi vui còn không kịp kìa, sao lại phản đối được? Đi thôi, tôi là chú Út, không phải đi xem xét giúp cháu trai chứ. Gặp con gái nhà họ Hạ xem sao. Cho mày leo cành cao thì làm tốt bổn phận bị câm đi. Lát nữa nên nói gì và không nên nói gì thì tự biết điều đi. Cẩn thận chút. Cô là vị hôn thê của tôi sao? Cũng xinh đó chứ. Đừng sợ, tôi không có hứng thú với hôn nhân được chỉ định. Hôm nay tới đây là để nói rõ với chú Út của tôi. Vào đi. Chú Út của tôi mới là người có tiếng nói nhất ở nhà họ Cố. Nội tôi nghe lời chú ấy lắm. Đó là Diêm Dương sống đó. Nói chắc cô không tin, trong bán kính 10 dặm không ai dám tới gần chú ấy. Bao năm qua chú ấy không hề có người yêu. Tôi nghi chú ấy bị yếu. Tới đủ hết chưa? Chú Út, chú Út. Cậu chủ Cố, đây là Hạ Nhan con gái tôi. Đây là người sẽ cưới cháu tôi sao? Đúng vậy. Được rồi, ngồi xuống đi. Bà Hạ, nếu tôi nhớ không lầm, người đính hôn với nhà chúng tôi là cô Hạ Minh Nguyệt chứ, đúng không? Nhưng hôm nay bà lại đổi người. Vậy là có ý gì? Ông chủ Cố, Nhan Nhan là con gái lưu lạc bên ngoài của tôi. Tôi luôn muốn bù đắp cho nó. Nếu nó được cưới cậu Cố Diễn thì coi như phước ba đời của nó. Con gái lưu lạc bên ngoài sao? Vậy đúng là phải bù đắp rồi. Nhưng việc đó liên quan gì tới hôn sự của A Diễn? Cháu trai của tôi là thứ để nhà họ Hạ đem ra bù đắp cho con gái sao? Ông chủ Cố, ông hiểu lầm rồi. Tôi không có ý đó. Nhà họ Hạ được tới đây hỏi cưới là phước ba đời chúng tôi rồi. Nhưng nhà bà lại không biết trân trọng. Xem ra cuộc hôn nhân này nhà họ Cố không có phước hưởng rồi. Ông chủ Cố. Người đâu? Tiễn khách. May là Cố Diễn và ông chủ Cố đều phản đối. Nếu không... Ông nội, A Diễn, con vẫn luôn không thích cuộc hôn nhân này. Ông nội biết mà, nhà họ Hạ không biết tốt xấu, nên nội định tìm cho con một mối tốt hơn. Ông nội, con đổi ý rồi, con muốn cưới cô ấy. À,
À Diễn, ý con là sao? Ông nội, cưới con gái nhà họ Hạ là di nguyện của bà nội, con chấp nhận hôn sự này. À Diễn, con phải nghĩ cho kỹ, đây là chuyện cả đời, không phải trò đùa đâu. Ông nội, yên tâm đi, đây là chuyện lớn của đời người, vậy nên con cũng không quyết định tùy tiện đâu. Ông cũng đừng trách họ. Người này, chính con yêu cầu họ đổi. Cái gì? Con kêu họ đổi người sao? Con và cô ấy đã có tình cảm từ lâu rồi. Con chỉ không ngờ cô ấy là con gái bị lạc mất của nhà họ Hạ. Như vậy cũng đỡ mất công con. Nếu là con tự quyết định thì ông nội không cần ở đây đóng vai ác nữa. Chọn ngày đẹp rồi làm đám cưới đi. Con không đồng ý. Chú Út, Hoài Chi, con không hợp với cô ấy đâu. Hai người quỷ hôn ước đi. Hoài Chi, con quen cô gái này sao? Quan hệ vô cùng sâu sắc. Cậu chú cố, có phải Nhan Nhan từng có gia chạm với cậu không? Tôi sẽ bắt nó xin lỗi cậu. Được, vậy kêu cô ta tự mở miệng nói với tôi đi. Cái này, Cố Hoài Chi, anh nhất quyết dùng cách này để sỉ nhục tôi sao? Sao vậy? Không làm được sao? Thanh quản Nhan Nhan từng bị thương, chỉ sợ là bị công sao? À Diễn, con có biết chuyện này không? Ông nội cũng biết mà. Trước giờ con thích yên tĩnh. Ông chủ cố, ông đừng tức giận. Tuy Hải Nhan không nói được, nhưng nó lương thiện lắm. Đúng vậy, Nhan Nhan rất ngoan, rất hiểu chuyện. À Diễn, con nghĩ kỹ chưa vậy? Đương nhiên, con và Nhan Nhan tâm đầu ý hợp. Con chỉ muốn cưới cô ấy. Hai người mà tâm đầu ý hợp sao? Chú Út, chắc chú chưa biết, con và cô ấy yêu nhau cũng lâu rồi. Yêu nhau lâu rồi sao? Là vậy sao cô Hạ? Được, nếu đã vậy thì tôi không can thiệp nữa. Mọi người tiếp tục đi. Cũng không còn sớm nữa. Tối nay mọi người ở lại đây đi. Vậy cảm ơn ông chủ cố và cậu chủ cố Diễn. Kết hôn sao? Cô không thể sống thiếu đàn ông sao? Chúng ta kết thúc rồi. Tôi có làm gì cũng không liên quan tới anh. Sao lại không liên quan? Cố Diễn là cháu trai của tôi. Cô cố tình quyến rũ nó, chẳng phải vì muốn thành người nhà với tôi sao? Hôm qua cô mới xuống khỏi giường tôi, hôm nay đã tâm đầu ý hợp với cháu tôi. Hạ Nhan, tôi đánh giá thấp cô quá rồi. Vì tiền, rốt cuộc cô còn dám làm gì nữa? Tôi có nỗi khổ riêng, nghe tôi giải thích đã. Giải thích gì? Tiền hôm qua tôi đưa chưa đủ sao? Không phải. Cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa hết. Nhưng nếu cô muốn lợi dụng Cố Diễn để làm gì đó thì tôi không tha đâu. Tôi không phải loại người đó. Không phải vì tiền, không lẽ là vì Cố Diễn sao? Cô và nó thực sự quen nhau sao? Đúng vậy thì sao? Anh nói chúng ta kết thúc rồi mà. Nó đụng vào cô rồi sao? Tôi phải đích thân kiểm tra lại đã. Có được dạy dỗ không vậy? Không biết gõ cửa hay sao? Xin lỗi. Cút.
Chưa ngủ sao? Không cần căng thẳng, tôi hiểu thủ ngữ mà. Cậu chủ Cố Diễn, sao anh lại đổi ý vậy? Nếu tôi nói tôi vừa nhìn thấy Nhan Nhan đã yêu luôn thì có tính là lý do không? Gọi tôi là Hạ Nhan đi. Thực ra dù là Nhan Nhan hay là Hạ Nhan thì cô vẫn là vợ sắp cưới của tôi. Uống cùng tôi đi. Sợ tôi bỏ độc sao? Tôi thực sự rất tò mò. Nếu tối nay tôi đụng vào cô thì chú Út sẽ phản ứng ra sao? Khoan đã. Nóng quá. Chuyện gì vậy? Cô ấy uống say, con đưa về nghỉ ngơi. Phòng cho khách đâu phải ở đây. Cô ấy là vợ sắp cưới của con. Ông nội đang tìm gặp con đó. Còn cô ấy, hai đứa chưa kết hôn. Lát chú kêu Thiếm Trần sắp xếp giùm cho. Dạ. Vậy là cô từ chối tôi để lên giường với Cố Diễn sao? Thiếu đàn ông tới vậy sao? Không phải sao? Nói đi nói lại vẫn là vì tiền, thay vì đi dụ dỗ Cố Diễn. Chi bằng tiếp tục với tôi. Những gì cô muốn lấy được từ Cố Diễn, tôi đều có thể cho cô. Thấy sao? Tôi không làm bộ nhí của anh nữa đâu. Cô quyết tâm muốn làm cháu dâu của tôi sao? Khó chịu phải không? Để chú Út giúp. Che cái gì? Cả người cô có chỗ nào tôi chưa thấy đâu. Lời tối qua tôi nói vẫn còn hiệu lực. Tiếp tục với tôi sẽ cho cô mọi thứ mà cô muốn. Cảm ơn nhà họ Cố tiếp đãi. Tối qua chúng tôi ngủ rất ngon. Vậy tốt rồi. Nhan Nhan đâu? Ai mà biết nó đi đâu. Sáng dậy đã không thấy rồi. Thiếm Trần, tối qua thiếm cho vợ tôi nghỉ ở phòng nào vậy? Cô Hạ Nhan sao? Tối qua tôi không gặp cô ấy. Con nhỏ đây. Có thể tôi biết họ đang ở đâu. Ở đâu vậy? Đi thôi, tới đó sẽ biết. Tôi không muốn dây dưa với anh nữa. Tôi không ký tiếp đâu. Cô đừng thách thức giới hạn của tôi. Chú Út, chú dậy chưa? Cố Diễn, không được. Không thể để anh ta thấy mình ở đây. Chồng sắp cưới tới rồi kìa. Chú Út, có chuyện gì sao?
Nghe thím Trần nói là không thấy Nhan Nhan đâu, nên con muốn hỏi chú, có thấy cô ấy đâu không? Cháu dâu thân yêu của tôi, cô đoán xem, nếu Cố Diễn biết cô đã lên giường với chú của nó, thì cô có còn cơ hội bước vào nhà họ Cố không? Không được, nếu hôn sự không thành thì mẹ sẽ chết. Cậu chủ Cố Diễn, Nhan Nhan không thể ở trong đó được. Đúng vậy, có nhầm lẫn gì không? Ký tiếp với tôi hay là cưới Cố Diễn? Để tôi chọn thay cô. Chú Út, có chuyện gì vậy? Tụi con. Tới tận đây tìm người sao? Nghĩ tôi giấu cô gái ở đâu sao? Chú Út nói gì vậy? Tại con không tìm thấy người của mình nên sốt ruột thôi. Tôi nói rồi mà, sao Nhan Nhan dám chạy vào phòng cậu chủ Cố được? Chỉ là hiểu lầm thôi. Đúng là con quá nóng vội. Cuộc hôn nhân này vẫn cần bàn bạc thêm. Sao nghe giọng điệu chú Út như muốn chia rẽ đôi lứa vậy? Chú đâu có nói vậy. Hạ Nhan từ nhỏ không ai dạy dỗ, ở nhà người khác cũng chạy lung tung. Cứ mặc kệ nó đi, lớn chừng đó rồi không đi lạc được đâu. Cậu chủ Cố, dù sao cũng vào phòng rồi, tôi dọn giường cho anh nha. Tôi từng học lớp nội trợ đó. Minh Nguyệt nhà tôi sau này sẽ là mẹ hiền vợ đảm. Mẹ hiền vợ đảm cái gì? Sao tôi lại thấy có người khác mới là người vô phép tắc vậy? Chưa được cho phép đã tự tiện đụng vào đồ của người khác. Hay là cô Minh Nguyệt muốn ứng cử vào làm giúp việc nhà họ Cố? Nếu ở đây không có thứ mấy người muốn tìm thì mời ra ngoài giùm. Vậy không làm phiền chú Út nữa. Cái đó, đôi dép lê tôi mới thay hồi sáng, giúp việc chưa kịp tới dọn dẹp, nhờ mấy người mới phát hiện ra. Xin lỗi chú. Hay để tôi ra ngoài trước, mấy người cứ từ từ mà tìm. Xin lỗi cậu chủ Cố, tôi... Vậy đủ chưa? Đủ rồi thì cút hết đi. Chú Út, tại con lỗ mãn quá. Hạ Nhan, cô đúng là không sợ chết. Đau quá. Chậm một bước nữa thì quan hệ của mình và Cố Hoài Chi sẽ bại lộ. A Diễn, ăn cơm xong con đưa họ về đi. Ông chủ Cố, không cần khách sáo vậy đâu, sắp là người một nhà rồi mà. Còn chưa coi tuổi mà, bà hơi vội rồi đó. Ông nội, con nói con đồng ý mà. Nội già rồi, Hoài Chi, chuyện này con quyết định đi. Con thấy hay là hỏi ý cô Hạ Nhan đi. Hạ Nhan mà cưới được cậu chủ Cố Diễn là phước ba đời của nó, sao nó từ chối được? Để cô ấy nói. Cậu chủ Cố hỏi cô đó. Chú Út, chú đừng làm khó Nhan Nhan. Ở đây đông người, cô ấy ngại đó. Nếu hôn sự của mình mà còn phải ngại thì tôi thấy cũng không cần tiếp tục nữa đâu. Hoài Chi nói rất có lý. Không phải, cậu chủ Cố, xem ra cô không quan tâm mẹ mình sống chết ra sao. Được rồi, vậy thì hủy bỏ đám cưới. Tôi đồng ý. Cô nói gì? Tôi đồng ý lấy cậu chủ Cố Diễn. Nó nói đồng ý lấy cậu chủ Cố Diễn. Chú Út, giờ thì hai bên đều muốn tiến tới.
chú sẽ chúc phúc cho tụi con đúng không? Được. Vậy tôi sẽ đợi xem cuộc hôn nhân này có thành công được hay không. Nghe thấy chưa Nhan Nhan? Giờ chú Út cũng đồng ý hôn sự của chúng ta rồi. Con nhỏ này sao hậu đậu quá vậy? Không sao, để tôi nhặt. Không cần, để tôi tự nhặt. Nhan Nhan, giữa chúng ta không cần khách sáo vậy đâu. Em, sao vậy? Sao chân em lại bị trầy vậy? Lúc nãy ở vườn hoa trượt chân té. Tôi không sao đâu. Hóa ra sáng nay em ra vườn hoa sao? Đúng vậy, hoa nở đẹp lắm. Được, chỉ cần em thích, muốn tới ngắm lúc nào cũng được. Nhưng phải mau xử lý vết thương đi. Cậu chủ Cố Diễn yên tâm, lát tôi đưa nó đi xử lý. A Diễn, nếu còn kiên quyết như vậy thì nội cũng sẽ không nói gì thêm nữa. Nhưng hôn nhân là chuyện lớn, không phải trò đùa. Nội phải dành thời gian suy xét kỹ giúp con. Vậy ý của nội là tuần sau là lễ mừng thọ của nội. Nếu tới lúc đó con vẫn chưa đổi ý thì đính hôn ngay hôm đó luôn. Vậy thì cảm ơn nội đã chúc phúc cho tụi con. Hạ Nhan, Minh Nguyệt cho mày cơ hội tốt như vậy thì mày ráng mà giữ chặt, ráng lấy lòng nhà họ đi. Vậy sao Hạ Minh Nguyệt không cưới đi? Tôi hả? Đương nhiên tôi phải cưới người giàu nhất Giang Thành, là chú Út của Cố Diễn, Cố Hoài Chi rồi. Đúng vậy, chỉ có cậu chủ Cố mới xứng với con gái của mẹ. Nhưng mà hình như Cố Hoài Chi bị người khác quyến rũ rồi. Sao lại vậy? Hôm qua trong nhà vệ sinh cô thấy anh ấy và một cô gái khác. Không đúng, bộ đồ hôm đó cô mặc sao giống hệt đồ của cô ta vậy? Cô mau nói đi. Minh Nguyệt, hay là con nhìn lộn? Người cao quý như cậu chủ Cố thì làm sao ưng một đứa câm được? Cũng đúng, cưới cháu trai anh ấy mà anh ấy còn không chịu, năm lần bảy lượt đòi quỷ hôn sự. Nói ra thì cũng lạ, hình như cậu chủ Cố rất có thành kiến với con nhỏ này. Cố Hoài Chi cao quý như vậy, làm sao để ý một thứ hèn kém như nó được chứ? Cũng chỉ có cậu chủ Cố Diễn mới bị loại người như nó mê hoặc. Con bớt nói đi. Hạ Nhan, từ hôm nay tới ngày lễ mừng thọ công chủ Cố, mày hành xử cẩn thận cho tao. Nếu cậu chủ Cố Diễn đổi ý thì mẹ của mày sẽ phải xuống địa ngục. Nghe chưa, nhỏ câm này? Thôi, hết việc của cô rồi, xuống xe đi. Cút xuống đi. Điều tra rõ chưa? Dạ, cô Hạ Nhan đúng là con riêng của ba cô ấy với bồ nhí, vẫn được tính là thiên kim nhà họ Hạ. Con của bồ nhí sao? Ngoại tình sao? Còn nữa, theo di nguyện của bà nội Hạ Nhan thì khi có hôn nhân hai nhà Cố Hạ, nhà họ Hạ sẽ có được tài sản 100 triệu từ nhà họ Cố. Chung quy vẫn là vì tiền, mẹ nào thì con nấy mà. Mời anh lên xe. Mẹ ơi, con phải làm sao đi? Sao anh lại ở đây? Cô ra đứng giữa đường lớn, lại muốn chết đúng không? Tôi không biết. Vẫn đắm chìm trong mộng làm phu nhân nhà họ Cố sao? Anh muốn hiểu sao cũng được.
đến lúc tỉnh mộng rồi. Cô làm gì vậy? Anh tìm tôi chẳng phải vì chuyện này sao? Cố tổng, tôi đem thuốc tới rồi. Để đó rồi ra đi. Đừng vội, chúng ta vẫn còn cả đêm mà. Tôi không phải có ý đó. Còn né nữa, là tôi làm theo cô muốn đó. Cả chết cũng không sợ, mà lại sợ đau sao? Xong rồi. Đánh xong lại cho cái kẹo. Cố Hoài Di, rốt cuộc anh có ý gì? Đơn giản thôi, gia hạn hợp đồng, sau đó từ chối Cố Diễn trong lễ mừng thọ ông nội tôi. Hạ Nhan, từ hôm nay tới ngày lễ mừng thọ của ông chủ Cố, mày hành xử cẩn thận cho tao. Nếu cậu chủ Cố Diễn đổi ý thì mẹ của mày sẽ phải xuống địa ngục. Trả lời đi. Nếu không thì sao? Hạ Nhan, đừng không biết điều như vậy. Nếu ký tiếp, tôi vẫn là tình nhân không được công khai của anh. Còn nếu đồng ý Cố Diễn, tôi sẽ là phu nhân nhà họ Cố, danh chính ngôn thuận. Tại sao tôi phải từ chối? Cô tự biết thân biết phận đi. Cô không có tư cách vào nhà họ Cố. Người cưới tôi là Cố Diễn chứ không phải anh. Cô và nhà cô muốn tiền mà. Tôi sẽ cho cô. Tôi sẽ cho cô rất nhiều tiền. Cái đó Cố Diễn cũng có thể cho tôi. Muốn làm cháu dâu tôi tới vậy sao? Bạn giường bình thường sao vui bằng cháu dâu được? Kích thích hơn nhiều. Tôi sẽ chơi cùng cô. Chúng ta kết thúc lâu rồi, anh muốn làm gì? Cô nói xem. Khốn nạn. Tiết kiệm sức đi, đêm nay còn dài lắm. Thằng cháu ngoan của tôi, chồng sắp cưới của cô. Cô không nói được. Nó gọi điện cho cô làm gì? Điều tra sao? Vậy thì đúng lúc quá. Vụng trộm là chuyện của chúng ta, sao để cô chịu một mình được? Nhan Nhan, tôi Cố Diễn đây. Tôi làm phiền cô nghỉ ngơi phải không? Xin lỗi nha, nhưng tôi muốn hẹn cô sáng mai đi ăn. Coi như buổi đầu mình hẹn hò đi. Nếu cô không đồng ý thì gõ vào điện thoại 3 cái. Tôi không đồng. Có phải cô đa nghi không? Sao tôi nghe thấy giọng đàn ông? Nhưng khuya rồi, sao có chuyện đó được? Nhan Nhan, cô không gõ vào điện thoại, coi như cô đồng ý rồi. Tập trung đi. Vậy quyết định vậy nha. Hẹn mai gặp. Chỉ cần tôi muốn, tôi sẽ có 100 cách để phá hôn sự này. Nên cô không còn lựa chọn khác đâu. Lát nữa Trần Vọng sẽ đem hợp đồng mới qua. Cô Hạ Nhan, mời cô ký vào hợp đồng. Cô muốn gì, Cố tổng cũng sẽ đáp ứng. Muốn gì cũng được sao? Với kinh tế và quyền lực của Cố tổng, tôi nghĩ đúng là như vậy.